Thầy Thanh xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thầy giới thiệu với các bạn cuốn sách 150 bài tập nhập môn lập trình C cộng cộng cơ bản. Ở trong cuốn sách này thầy đã biên tập nó thành có 5 phần với cái ngôn ngữ lập trình học là C cộng cộng, Python và Pascal, được chia thành các phần cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lập, kiểu mảng và kiểu sâu. Trong đó có các cái bài giải thuật cơ bản và nâng cao được tương ứng với từng các bài tập. Với mỗi bài tập thì sẽ có đề bài, côn mẫu, có video bài giảng, có lời giải bởi các ngôn ngữ lập trình khác nhau và các bạn có thể nộp và chấm bài trên cái server jusulen.dtns.net. Bài tập được chia thành các cái chương và đây là những cái bài tập rèn luyện để giúp cho các em phát triển năng lực lập trình theo cái hướng từ dễ đến khó, phát triển toàn diện từ bước 1. Và ở mỗi bài sẽ luôn có những cách làm khác nhau và độ tối ưu khác nhau. Trong sách cũng có cốt bài làm của các bạn học sinh làm tốt. Các bạn quan sát qua nội dung cuốn sách. Cuốn sách thầy cũng đã cố gắng biên tập tốt nhất có thể rồi. Thì hy vọng cuốn sách này khi đến được tay các bạn sẽ được sử dụng và sẽ khai thác được tối đa nó và dùng nó trong các cơ sở giáo dục. Cuốn sách này thầy cũng dùng để tặng cho các thầy cô ở và các em học sinh ở các phòng giáo dục và các trường trung học phổ thông trong tỉnh cũng giống như ngoài tỉnh Yên Bái. Rồi chúc các bạn sử dụng cuốn sách hiệu quả. Xin chào.